Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2005. Như thường lệ, 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn còn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 219. Nhắc toàn thể đại chúng rằng chúng ta học Phật càng ngày càng đi vào cái giáo lý sâu sắc mà cần phải có phát Bồ Đề Tâm, tu tập tư duy thiền định thì chúng ta mới có thể thấy rõ cái chân lý, hiểu kỹ được chánh pháp, và chừng đó chúng ta thực hành thì nó có lợi lớn vô cùng vô cực.
Còn nếu chúng ta không tiến lên được, chúng ta bảo thủ những cái tầm thường, thì chúng ta đành dậm chân một chỗ. Tôi xin giới thiệu một cái kiểu mà để cho các vị đệ tử Phật nhìn. Là hiện giờ đài phát thanh, các cái đài truyền hình phát thanh và truyền hình đó, rồi tôi không nhớ là ngày mấy, nhưng mà thỉnh thoảng là tôi bấm cái tôi gặp thôi, thì các cái tín ngưỡng của các dân tộc của đất nước Việt Nam ta thôi, chứ đừng có nói bao nhiêu chục, bao nhiêu ngàn dân tộc trên thế giới. Đất nước Việt Nam mình có người Chầm, người Chàm, người Ê Đê, người Ba Na, người Cò Ho, người Châu Ro, người La Ma, người Thái, người Miền, người Tây, người Nùng, người, nghĩa là nói mình nói tên khó mà thuộc hết. Đại để là trên dưới 60 giống dân tộc ở đất nước Việt Nam. Mà nếu các vị có để ý, các vị sẽ thấy 60, đại để mình nói số tròn cho nó gọn nè, 60 cái giống dân tộc ở trên đất nước của mình có 60 thứ tín ngưỡng khác nhau, thờ khác nhau, lại khác nhau, cúng khác nhau, tin tưởng khác nhau. Nhưng mà trong cái khác nhau đó, nó có những cái mà mình gọi là đạo Phật của mình từ xưa giờ đó, có những cái nó giống giống. Nó giống giống là gì? Tại mình là cái người Việt Nam ở trong cái đất nước mà 60 thứ dân tộc thì tự bắt chước lẫn nhau. Do vậy mà cái đạo Phật của người Kinh, tức là người Việt Nam là người Kinh đấy, của ta đấy, thì cái sự thờ phượng, cúng kính, tin tưởng đó, nó lai căng rất nhiều với các đạo khác. Lai căng với người Cờ Ho, tôi thấy rồi, trên đài ta nói lai căng với người Kala, Chala gì đó. Cái người đó nó cũng thờ cúng, rồi cũng là đối với vong linh người ta làm nhà binh khí, thờ phượng vàng mã giống y như là Phật giáo, mình cho là Phật giáo Việt Nam của mình bây giờ. Ông bà quá cố, cha mẹ ông bà quá cố, rồi là vàng mã đốt, rồi làm nhà binh khí, nhà lầu, nhà kho, rồi xe hơi, xe các thứ cần dùng tiện nghi để đốt, thậm chí là làm tỳ nữ, thể nữ để đốt cho vong hồn của thân nhân mình đó mà. Thì cái đó là người Kala gì đây, mới qua kia đây, đi qua đây. Nó đúng là những cái tên đó mình nhớ không có xuể. Rồi người Cờ Ho, nó có cái tập quán, nó cũng ra ná, cũng thờ, cũng cúng, cũng lại. Mà những cái tập quán mà khi mà gặt lúa, mà đền ơn trời đất, cúng quải đó, thì người Campuchia, người Việt Nam mình cũng có làm việc đó. Rồi cái đầu năm mà sắp có mùa mưa mình đi cài ruộng, thì ông vua Tịnh Phạn hồi xưa cũng có làm cái lễ cài ruộng, rồi cũng cúng cũng lại van xin. Thì những cái lễ đó nó giống 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 nhau vậy đó, trên thế giới nó giống giống nhau nhiều lắm. Nhưng mà tôi xin nói một câu cho đơn giản, đại chúng để ý, là những cái tập tục mà thờ cúng lại lục như vậy, giáng sinh cầu nguyện như vậy, là nó thuộc về đa thần giáo. Khi mà Đức Phật mà tu hành thành đạo Bồ Đề, giác ngộ được cái chân lý rồi đó, thì Đức Phật thấy đó là thuộc về là những cái người mà tin tưởng nhiều dân tộc, tin tưởng nhiều vị thần đó. Thì sự thật là không có gì vậy. Tổng kết ra trong một cái câu, người ta kết luận đó là đa thần giáo. Trên thế giới này nó có hai thứ, là hai thứ tinh lớn, là nhất thần giáo và đa thần giáo. Từ loài người có ra tới bây giờ thì đại để là có hai cái nguồn tư tưởng đó. Nhất
Đức Phật giáo là tin một đấng sáng tạo ra tất cả muôn loài vạn vật do một đấng sáng tạo toàn năng, toàn trí, toàn đức, toàn tài, đầy đủ khả năng làm ra từ trời đất, con người, cỏ cây, núi sông, đất liền, vân vân. Thì tin một vị toàn năng như vậy rồi đó là nhất thần, cái đạo đó là nhất thần giáo. Còn cái thứ hai là dân tộc nào là tin theo kiểu này, rồi cái ngày cái con trâu mà là người ta tới lễ cài ruộng rồi thì là nhà trâu nhà bò, mà tới cái ngày mà ăn mừng là đem trâu ra mà cột một trói mà đâm mỗi người đâm một cái cho tới trâu chết thì chia sẻ ra cũng ăn nhau. Mình thấy cái đó mình thương tâm kỳ cục hết sức. Qua kia gì trên TV có cái lễ đâm trâu của cái người cỡ ho hay gì đó, của cái tục lệ của người ta. Thành ra có những cái mà gọi là lễ hội mà nhìn bằng cái con mắt của cái người mà học đạo, gọi là đạo nhãn, thấy hoàn toàn mình không thể chơi được, không vui được. Cũng như là cái vùng đồ sơn là mỗi năm có cái lễ là chọi trâu. Con trâu chọi là phải mua trâu mắc tiền, trâu tốt, trâu đẹp, trâu có xoáy theo ý muốn, về chọi nhau cho gãi sừng cho chết rồi. Thì mình tưởng đâu là cái con trâu chọi mà thắng là được quý, ai về nó không phải vậy. Chọi mà vừa thắng rồi là đem giết ngay lập tức, tế thần linh, tế thần biển, thì đem nó chia ra người biết, ăn được cái đó là phước đức, may mắn. Thế thì cái tập tục như thế mà nếu mà là người kinh của mình mà có tương quan với đạo Phật mà bằng lòng làm cái đó thì coi như là mình đi lại Phật uổng công, không được cái gì hết. Cho nên là cái việc học đạo của chúng ta mà chúng ta phải đi sâu vào đạo Phật thì chúng ta mới thấy được cái đích thực của đạo Phật. Ví dụ như vấn đề đây, chúng ta lại còn xoáy sâu về vấn đề Phật tánh thế nào. Phật tánh là cái gì, ở đâu? Phải xoáy sâu cái này. Rồi các vị về, nếu mà thật sự các vị muốn tu tập thì các vị phải tập tu thiền định thôi. Mà tôi xin nhắc à, các vị tu tập thiền định cũng chưa thành Phật được. Vì vậy cho nên trên cái bước đường tu học của chúng ta không có vội vã mong cầu cái gì hết. Không vội vã, không mong cầu cái gì hết. Thì trong tam giải thoát môn nó có chữ không, vô tướng và vô nguyện. Tam giải thoát môn nó có hai cái từ không, vô tướng và vô tác, là một thứ thiền định. Từ dựa trên cái cơ sở vô tác mà các pháp không có cái tướng chân thật, thành ra từ cái vô tác mà ta thấy được cái chân lý vô tướng của vạn pháp. Từ cái chân lý vô tướng của vạn pháp, người ta tu thiền định, ta thấy được cái tính không có gì của vạn pháp. Thế thì là nó có ba cái từ không, vô tướng và vô tác. Rồi cũng tam giải thoát môn mà không, vô tướng và vô nguyện. Hiện tượng vạn pháp, thực tướng của nó là không, thực tướng của nó là vô tướng. Cho nên nó cái vạn pháp hữu vi, cái thực tính của nó là không có tánh gì hết, thực tướng của nó là không có tướng gì hết. Vì nó không có thực tính, thực tướng, cho nên nó truy nguyên ra nữa, thiền định sâu hơn, ta thấy nó là không có gì. Thế là ta tu không và vô tướng. Vì nó không và nó vô tướng, vì nó không có cái tướng chân thật, cho nên nó là không. Do đó cho nên ta vô nguyện, ta không có nguyện cái gì hết. Không nguyện, không có muốn cái gì hết, không có mong cái gì hết. Kể cả cái muốn vô thượng Bồ Đề, muốn vô thượng Niết Bàn cũng vẫn là bị sai lầm đó. Cho nên đọc cái này nè, phải đi sâu vào. Nếu mình đọc lên tâm mơ là không,
chơi rồi làm chơi rồi gọi là tu chơi, chưa có được thọ dụng cái lợi ích của đạo Phật bao nhiêu đâu. Vì thế cho nên tôi nhắc đại chúng nè, trong này đây là Đức Phật có dạy nè, cái người mà đáp được một vấn đề sâu sắc phải là cái người gọi là phước túc và tuệ túc. Phước và tuệ hai cái nó đầy đủ mới giải đáp được vấn đề sâu sắc của nó. Và cái người mà hỏi một cái câu mà để cho nó có giá trị thì người đó cũng phải phước túc tuệ túc, phải đầy đủ phước đầy đủ tuệ mới hỏi một câu hỏi có giá trị, chứ không phải ai hỏi câu gì cũng được. Hỏi những câu thì tất nhiên là ai muốn hỏi câu gì hỏi, có quyền hỏi, mà cái câu nó không có cái giá trị sâu sắc. Hỏi cái câu tầm thường, mà cái người hỏi câu mà có giá trị sâu sắc là phải là đầy đủ phước và đầy đủ tuệ. Cái này chúng ta học ra cái bài hôm nay Bồ Tát Sư Tử Hống hỏi cái câu mà bác khen rằng ông là cái người đầy đủ phước tuệ mới hỏi được câu hỏi đó. Và lẽ tất nhiên là cái người đáp được câu hỏi đó phải là Như Lai, vì Như Lai cũng là người đầy đủ phúc tuệ, cho nên sẽ đáp ông về vấn đề đó. Thì phúc là cái gì? Chúng ta tu bố thí nè. Đấy, tất cả những hạnh bố thí, tài thí, pháp thí, vô quý thí, thì điều đó nghĩa là các vị phát tâm là các vị đều có thể làm được hết. Họ làm cái việc là tài thí, kể cả pháp thí, cả vô quý thí đều gọi là tu phúc thôi. Rồi trì giới nè, trì giới trong đó giới của tam quy ngũ giới là giới của Phật tử tại gia. Rồi bắt đầu tu cái giới xuất gia là của thập giới, bát quan trai giới, rồi thập giới của sa di, rồi là đại giới của tỳ kheo giới, 250 giới của tỳ kheo giới và giới của Bồ Tát, vân vân. Thế thì người tu giới như thế cũng đừng đòi hỏi thành Phật. Đòi hỏi thành Phật là mình chưa hiểu đạo Phật ra. Thì giới cũng chỉ là tu phúc, dù là các thế giới như tôi vừa kể đó cũng thuộc về tu phúc. Còn đừng nói chi mà không có trì giới gì hết. Thì đương nhiên là tục tử phàm phu, là bạc địa phàm phu, là đau khổ tràn ngập trong cuộc sống, điều đó khỏi có than gian tất cước gì hết. Mà trì giới bao nhiêu thứ giới đó cũng vẫn là người gọi là người tu phúc. Nhẫn nhục, nhẫn nhục có sanh nhẫn và pháp nhẫn. Sanh nhẫn là nhẫn nhục với cái loài động vật, mà cao cấp nhất là nhẫn với cái loài người với nhau. Nhẫn những cái khó nhẫn, nhịn những cái khó nhịn mà nhịn được đối với loài người nhau thì gọi là sanh nhẫn. Còn đối với nắng hạn, mưa chan, lũ lụt, đấy, như miền Trung hấp lại lũ lụt đó, mình nghe mà mình chịu không nổi đó. Nhưng mà đồng bào của ta giờ ở miền Trung, ở miền Bắc, ở những cái vùng mà bị lũ cuốn, lũ quét như thế, đâu có phải muốn đi đâu cũng được, đâu có phải muốn dời chỗ ở chỗ nào cũng dễ dàng đâu. Thành ra một năm có bao nhiêu cái mùa lũ lụt như thế, mà nhân loại, mà đồng bào Kinh, đồng bào Thượng ở đâu vẫn cứ ở đó, muốn bỏ đi cũng không dễ gì bỏ. Có nhiều thứ ràng buộc, tài chính, kinh tế, thân thuộc, chính quyền, tạm trú, thường trú, vân vân, cái này không dễ gì. Thì những cái đó nó đau thương lắm, cực khổ rồi. Mình nghe mình chịu còn không muốn đổi mà, nhưng mà ở tại cái chỗ đó phải chịu. Nếu mình là người đệ tử Phật hay là không đệ tử Phật gì đó tu hành, ở đó là mình cũng phải chịu. Mà chịu cái thứ đó là phải chịu,
thì nó nhẹ đi, phải nhẫn nhục thì nó nhẹ đi. Mà nếu mà mình không nhẫn nhục mà mình đòi hỏi cái gì khác thì nó lại đau khổ tăng gấp bao nhiêu lần hơn. Cho nên phải nhẫn nhục cái kiểu đó, đó ta gọi là pháp nhẫn. À, lũ lụt là làm lại, giải lúa mới giải lúa rồi ta giúp nhà nước, giúp hoặc có tiền mua giống lúa về giải lần thứ hai là tiêu nữa. Rồi vừa lũ vừa quét, lũ cuốn vừa cạn là mình mua giống lần thứ ba, hoặc là có là công ty lương thực gì ta cho giống nên về giải lần thứ tư thua nữa, đau đớn cỡ nào. Thế thì cái nhẫn nhục đó ta gọi là pháp nhẫn. Phải pháp nhẫn thôi, sanh nhẫn rồi, rồi phải pháp nhẫn thôi. Mà phải tâm là làm vậy, có nhẫn nhục vậy thì nó bớt đau khổ. Coi như mình chấp nhận số phận, đối với thiên nhiên, vũ trụ nó chuyển biến như vậy là mình phải chấp nhận làm như vậy, thì nó bớt khổ. Mà nếu ước mơ trông chờ, bực bội thì nó lại khổ tăng thêm chứ không có lợi ích gì hết. Do vậy mà mình phải học sinh nhẫn rồi phải học pháp nhẫn. Pháp nhẫn là nhẫn nhục với những cái cảnh nắng hạn mưa giang lũ lụt gió cuốc, nỗi là nắng đốt mùa hạ mà lạnh buốt đông quanh quanh núi bồng các cái thứ khó khăn ở hoàn cảnh ở bên ngoài phải nhẫn. Thế thì cái đó là pháp nhẫn. Thế thì nhẫn nhục như vậy cũng chỉ gọi là tu phước. Tinh tấn thọ trì niệm Phật, tinh tấn làm những việc lành cũng chỉ là tinh tấn thôi. Rồi tu thiền định, phải tập tu thiền định. Tôi nhắc cái đại chúng là mọi người đều phải tập tu thiền định. Mà muốn thiền định thì để ý như tôi vừa khai mở đó, nó không có bắt buộc là phải cái kiểu đúng giờ, phải ngồi bằng kiểu nào, ngồi trên bồ đoàn gì, ngồi kiết già như thế nào, bán già thế nào, không đặt cái thiền định khó khăn quá như vậy. Có điều kiện làm được như vậy thì cũng không sao, nhưng mà sự thật không cần bắt buộc cái điều kiện phải có như vậy, mà là mình ngồi kiểu nào, miễn là mình có cái thời giờ để mình tư duy cái đối tượng mà mình cần tư duy, mình quán chiếu những cái đối tượng mà cần quán chiếu để mình nhận thức cái lẽ thật của hiện tượng của vạn pháp. Lẽ thật tức là chân lý, nhận thức cái chân lý của hiện tượng chẳng hạn. Thế thì Phật Thích Ca hồi xưa ngồi thiền định nó cũng không có cái bồ đoàn gì hết, chẳng có ai mai nệm mút hay là nệm gòn gì hết, mà là gom lá cây lại mà ngồi. Có lúc là xin những cái cỏ của những cái người, những cái thằng em nhỏ nó cắt cỏ cho trâu ăn, mà nó có lòng nó xin cỏ trải lên mà ngồi, trải lên trên những cái chỗ đá gồ ghề đó để mà ngồi. Thế thì nó chẳng cần phải bồ đoàn là bằng cái thứ gì mà ngồi sao, miễn là có tư duy được cái đối tượng nào mà mình muốn tư duy, để mình có cái trí tuệ nó mở mang. Có thiền định là tất nhiên là cái tư tưởng mình nó tập trung. Cái người mà tu tập thiền định nó y như là một cái ngọn đèn dầu mình để trong cái nhà của mình á. Một là cái nhà của mình là nó kín, hoàn toàn kín không có gió. Hai là nếu cái nhà không kín là muốn cho cái ngọn đèn dầu lửa này mà nó tỏ sáng được á, là phải có cái bóng đèn để mà che trong cái ngọn lửa nó lại. Cái bóng đèn đó ví như là giới, cho cái giới mà nó ngăn cản, rào đón cái ngọn gió, là nhờ nó ngăn cản, nó chặn các cái luồng gió mà cái bóng đèn này nó được đứng yên. Vì do đứng yên, cái bằng ngọn đèn đứng yên mới có thể tỏa sáng được. Do vậy cho nên là tu tập thiền định, chứ còn Phật cũng phải bắt buộc mình ngồi để làm cái gì. Ngồi thiền, cái chữ thiền định có nghĩa là dừng ngồi, hoặc là ngồi kiểu nào cũng được, miễn là cái tâm của mình được đứng yên, tập trung vào một cái đối tượng nào mà mình học
để mình tư duy. Tập trung vào đối tượng là như tôi nói nhiều lần lắm rồi đó. Nó có nhiều đối tượng lắm, nhưng mà cái đối tượng thông thường là 37 cái phần trợ đạo của cái đạo đế, của giáo lý tương đế. Lấy cái đó làm cái đối tượng để tư duy, để quán chiếu, để thiền đấy. Quán thân bất tịnh là một môn thiền, quán thọ thì khổ là một cái đề tài để thiền, quán tâm vô thường là đề tài thiền, quán pháp vô ngã là đề tài thiền, quán ngã không là đề tài thiền, quán pháp không là đề tài thiền. Rồi các đề tài như là thất giác chi là tịnh pháp, là đề tài thiền. Tinh tấn, hỷ, kinh an, niệm, định, xả, đó là cái đề tài đối tượng thiền của mình đó. Rồi chánh kiến, rồi chánh tư duy, rồi chánh ngữ, rồi chánh nghiệp, rồi chánh mạng, rồi chánh niệm, rồi chánh tinh tấn, rồi chánh định, đều là đề tài thiền hết đó. Nên nó phải tập tu. Có thiền định thì cái ngọn đèn tâm của mình nó mới đứng yên, đứng yên rồi nó mới có tỏa ra ánh sáng. Do vậy cho nên là muốn thấy được chân lý, muốn nhận thức được chân lý là phải tập tu thiền thôi. Người nào có tu thiền nhiều thì người đó có mở mang trí tuệ rõ ràng như thế. Còn mà không có tu thiền là tuyệt đối nói bậy không, nói toàn là những cái ăn mặc ở ngủ chấm. Rồi trọn cuộc đời 7, 8, 90 tuổi vậy rồi chết rồi cũng như ai vậy, không có được cái gì khác hết. Lẽ tất nhiên là đau khổ tàn ngập, cứ mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quay tốt xấu hơn thua thân sơ và tham sân si mạn nghi phẫn hận thú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu mô tàm vô quý điệu cử ngôn trầm bất tích giải đại phóng vật thất niệm hoang loạn bất tích đi đau khổ trà ngập 80-90 năm. Đó là cái sinh hoạt của chúng ta hàng ngày như vậy đó. Do vậy cho nên là phải tu tập, là phải có thiền định để cho ngọn đèn đứng yên, để mà rọi tỏa sáng. Đức Phật nhờ tu tập thiền định, nhờ có bố thí, nhờ có trì giới. Cái chuyện bố thí đó, tụi nó nói nó không có cùng. Mình tưởng đâu bố thí là mình bỏ tiền ra, mình cho 100, 200, 300, 500 triệu, 10 triệu, 100 triệu gì đó là bố thí chứ gì. Được, nhưng mà không ăn thua. Anh lấy của người ta bao nhiêu tỷ bạc bằng cái kiểu lừa đảo kiểu này kiểu nọ, rồi sống trên lưng trên cổ sự đau khổ của người khác, anh giật anh quỵt quạch hoặc là anh ăn hối lộ hoặc là anh lừa đảo của người ta cả 1000 tỷ rồi anh đem ra anh cho 100-200 tỷ, thế thì cái bố thí nó có giá trị ư? Không hề có giá trị gì. Cho nên mà khi mà nói tới chuyện bố thí là nó cũng không đơn giản. Vậy thì Đức Phật Thích Ca Ni Tu lấy cái gì bố thí? Có xin phụ hoàng cây vàng nào đâu. Cũng chẳng có đem cái gì để bố thí. Nhưng mà Đức Phật giải pháp bố thí vậy, người ta hỏi vậy chứ ông thay bằng tay không như thế, ông lấy gì ông làm việc bố thí? À thế thì thì thật ra Đức Phật Thích Ca là vẫn bố thí rồi hết rồi đó. Khi mà thành đạo rồi là bố thí pháp thí, đem cái an vui vĩnh cửu cho chúng sinh. Còn cái bố thí mà đúng nghĩa của nó là phải bố thí cả lục căn, cả đó mới quan trọng. Bố thí cả lục căn, thấy tất cả những cái hình sắc, hiển sắc, biểu sắc, vô biểu sắc, cực hành sắc, cực lượng sắc, nói chung là cái tự chữ sắc trong đạo Phật nó có nhiều thứ vậy đó. Hình sắc, hiển sắc, cực hành sắc, cực lượng sắc và biểu sắc, vô biểu sắc. Với Đức Phật đã bố thí hết. Cái gì sắc là cái đối tượng của nhãn căn, của nhãn thức. Mà đối với Đức Phật thì thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết.
giống như không thấy gì hết, mà sự thật là thấy tất cả, mà thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, có nghĩa là không có cái vụ do là thấy mà vui mà buồn mà mừng mà giận mà thương mà sợ mà yêu mà ghét mà muốn. À, do vậy cho nên là Đức Phật không có cho cái gì hết mà là đã bố thí tất cả. Đó, nó bố thí như vậy đó, chứ mình đưa ra chút 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 mà mình giải đủ sức giải khấn, đủ sức khấn thì làm sao được, khấn đủ thứ khấn cái trần ấy, mà có nải chuối với chùm nho à. Thành ra là bố thí là vậy đó, rồi bố thí cả cả tâm đó, cái bậc ưng vô sở trụ như sanh kỳ thì tâm đó, cái đó cũng là một hình thức bố thí đó. Tâm tức là không có chỗ trụ, xả hết. Thành ra là cái việc mà tu hành thì mình phải từ từ phải đi sâu vậy. Rồi Đức Phật Thích Ca đó thì do tu tập thiền định mà phát sinh trí tuệ. Do đây này, cho nên đây này, kéo về cái bài học này. Phật tánh là gì? Thấy được chân, phải thấy đệ nhất với không nha. Người thấy được Phật tánh, Như Lai sẽ phân biệt giải thích. Phật tánh cũng gọi là đệ nhất nghĩa không, cũng gọi là trí tuệ nha. Đấy, muốn thấy Phật tánh là phải tu tập trí tuệ. Chứ như tôi nói nãy giờ đó là tôi nói chỉ có tu phước thôi đó. Bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định đó là chỉ tu phước. Tại sao tu năm cái món đó tôi gọi là tu phước? Là vì chúng ta sẽ được phước mà. Là được phước là gì? Là thân tâm hoàn cảnh của chúng ta ở trên cõi đời này chúng ta sẽ được an lành nhiều lắm. Rất được an lành, rất được hạnh phúc. Do vậy cho nên tu năm cái món đó tôi gọi là tu phước. Bởi vì anh tu bố thí thì anh không có là tham lam, rồi anh không có hối lộ, anh không có giật mình. Có tới cuộc đời cho nên tôi nhắc cho đại chúng để ý, đời nó ngắn lắm, cầu thủ đá banh mà bán độ nữa thì còn cái gì nữa mà nói, thấy không? Đó là một cái việc mình ta thưởng rất nhiều rồi đó. Cầu thủ đá banh mà bán đỏ rồi làm xây dựng công trình thì rút ruột công trình vân vân, cái đó là không có bố thí đó mà lại còn tham nữa đấy, cho nên nó đau khổ. Còn mình tu bố thí thì chế như dùng tinh tấn thiền định đó là mình tu bước đó, cho nên là các vị sẽ an lành hạnh phúc trong cái gia đình, trong cái gia đạo, trong cái đời sống. Mình nhất định mình an lành hơn người khác dữ lắm. Cho nên tu năm cái độ đó, cái điển gọi đó là tu phước, là vì nó an lành, hết sức an lành. Chỉ có cái là chưa thành Phật thôi. Tu năm cái độ đó là chưa thành Phật được thôi, thế còn an lành dữ lắm, bố thí. Thì tự nhiên là không có trộm cắp cướp giật của ai rồi. Thì công an cảnh sát đâu có động gì về cái vấn đề mình đạo cấp cướp giật gì đâu. Rồi trì giới thì thân khẩu ý thanh tịnh, bất sát bất đạo bất bất dâm của thân rồi thì gia đình làm sao mà không hạnh phúc được. Rồi miệng á, khẩu á, thì không ngọng ngôn, không ý ngữ, không lưỡi thiệt, không ác khẩu. Rồi ý á, là không tham, không sân, không si. Tức là trì giới như thế thì làm sao mà gia đạo mình không bình an, không hạnh phúc. Cho nên người ta gọi rằng là tu phước là được phước là nó an lành, nó hạnh phúc, đạt đến cái mức cực kỳ hạnh phúc an lành, chứ không phải là tu phước là tầm thường đâu nhé.
Nói cái chữ trì giới không là thân khẩu ý đã thanh thanh tịnh, mà chồng thân khẩu ý cũng đều thanh tịnh, thập thiện nghiệp đầy đủ, vợ cũng thập thiện nghiệp đầy đủ, thân khẩu ý thanh tịnh, thì tai họa nó vào ở chỗ nào, nó vô ở chỗ nào. Cái nhà mà đóng cửa kín mít về tường 20 như thế thì trộm cắp tầm thường không thể nào vô được, lấy của cả nhà ta. Cho nên là tu trì giới mà tu thập thiện rồi là coi như cái nhà mà tường 20, cửa thì cửa sắt dày thì không có trộm cướp vô nhà được, sao thì không hạnh phúc được. Cho nên ta gọi là bước là vậy, cái nhà rất an ổn, ngủ thoải mái thảnh thơi mà không sợ trộm cướp vào, vì nhà chắc tường chắc. Cái giới của thân của khẩu ý mà cùng vợ cùng chồng cùng cả gia đình mà giữ giới đó thì bất khả xâm phạm. Luật pháp thế gian mọi người đều bất khả xâm phạm, do vậy mà gọi là tu phước. Nó có phước là vậy đấy, tu phước rõ ràng là có phước là vậy đó. Để nhẫn nhục, tu nhẫn nhục có phước không? Nhẫn hoàng gia trái chủ tùng tận tận, hãy nhịn đi nhịn đi hãy nhịn đi, rồi tất cả hoàng gia trái chủ thù địch nợ nần tương quan tác động giết hại lẫn nhau đều tiêu tan hết. Nhẫn nhất thời chi khí, miễn ba nhật chi ưu, nhịn trong chừng một hơi thở thôi mà khỏi cái tai họa, cái hậu quả của cả năm này qua năm nọ. Trong một hơi thở mà không nhẫn được mà thọt một cái dao găm cho người ta, một hơi thở cho mấy, rồi ở tù 30 năm, 60 năm trời. Do vậy cho nên nhẫn nhục nó đem lại hạnh phúc an lành lắm đó, ta gọi là tu phước là vậy đó. Tinh tấn, cái chữ tinh tấn là đặc biệt là siêng, nhưng mà siêng làm những cái việc lợi mình lợi người lợi chúng sanh thì cái đạo Phật dùng cái chữ tinh tấn để chỉ cho việc đó. Chứ còn như là đào hầm quét dấp rồi trộm cướp rồi gian manh rồi rình rập này kia đó thì cái việc đó nó không được gọi là tinh tấn, cũng là một thứ siêng năng, mà siêng năng đó là không nằm ở trong cái nghĩa của cái chữ tinh tấn. Cái nghĩa của chữ tinh tấn là phải thân tam khẩu tứ ý tam hướng về thập thiện nghiệp, lại mình lại người lại tất cả. Thế thì tu tinh tấn làm sao mà gọi là không có phước được, gia đạo làm sao mà không bình an không hạnh phúc được. Còn thiền định là tư duy quán chiếu rất là rõ ràng từng đối tượng một. Các vị mà tu thiền định rồi là các vị nhìn đời hết sức kỹ, hết sức rõ, và không ai hơn các vị. Nhìn là biết, thấy là biết, nghe là biết. Mà nếu mình tu cao rồi thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Thấy tất cả nha, mà giống như không thấy gì hết. Rồi nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết. Giống như không nghe gì hết, mà sự thật là nghe tất cả. Ngửi, nếm, xúc, biết cũng vậy, biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Thế là mình tu như thế thì làm sao mà mình không có không gọi là có phước được. Nghĩa là tai họa nó không có đến, không có đến gia đạo mình được, không đến bản thân mình được. Thế là mình tu bố thí thì với nhục tinh tấn thì định là có phước, nó gọi là tu phước. Tu phước là vậy, sung sướng vô cùng vô tận, người đời không có, kể cả vua chúa cũng không hề được cái hưởng cái đó. Cho nên người tu phước hưởng phước ghê gớm, lớn lao vô cùng tận. Chỉ có cái điều là nhớ chưa thành Phật, hưởng tất cả những cái tận cùng của an lạc, của hạnh phúc, của phước đức thế gian mà chưa thành Phật. Muốn thành Phật được là phải tu tuệ. Cho nên muốn thấy Phật tánh đó, Phật tánh là gì? Phật tánh cũng gọi là trí tuệ, Phật tánh cũng gọi là đệ nhất nghĩa, nghĩa không. Mà muốn thành Phật á, thì phải tìm mẹ thôi. Tu phước chưa có mẹ, chưa có mẹ để sinh ra Phật. Mà người muốn thành Phật á, là phải tìm một người mẹ. Đó là Bát Nhã Ba La Mật. Đấy, Bát Nhã Ba La Mật, trí tuệ Ba La Mật là mẹ đẻ ra ba đời mười phương chư Phật. Cho nên mình phải tu trí tuệ.
Mà các vị chúng ta đệ tử Phật mà học tập tu trí tuệ đi, thì các vị sẽ có một cái nhìn đời, một cái quan sát nó khác hơn người thường dữ lắm. Do vậy cho nên các vị sẽ có cái an nhiên, một cái tự tại khác hơn người thường dữ lắm. Bởi vì cái đó, cái chữ trí tuệ đó là nó, cái gốc của nó là cái chữ giác ngộ mà. Trí tuệ tức là giác ngộ. Giác ngộ được chân lý, giác ngộ được cuộc đời, giác ngộ thấy biết tất cả. Biết tất cả, chỉ có cái điều là phải tập giống như không biết gì hết. Giống như không biết mà biết tất cả. Đó là tu tập trí tuệ. Do vậy mà cái chỗ này cũng cần để ý nè. Phật đã thành Phật rồi, đương nhiên là có Bát Nhã Ba La Mật là mẹ sinh ra ba đời chư Phật. Đúng, đúng vậy. Thế thì lúc đó là Đức Phật là cái người biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Phải tập câu đó, khó đó. Biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Chứ mà biết tất cả mà biết thiệt á, giống như người phàm phu biết á, thì Phật cũng khó mà thành Phật, không thành Phật được. Bởi vì chúng sanh nó đau khổ tràn trề trong cuộc sống, mà Đức Phật biết cả nhân của họ, biết cả quả của họ, nhất cử nhất động của họ Đức Phật đều thấy đều biết. Ta dùng cái thiên nhãn nhìn qua cái nó biết hết rồi, là kể cả tha tâm thông, kể cả túc mệnh thông. Thế thì nhìn tất cả chúng sanh về mà nếu mà biết hết rồi, nội cái tội nghiệp thì thương không mà đủ chết rồi còn. Cho nên là từ xưa nay chưa có pháp sư nào dám nói Phật không bao giờ thương ai, mà chỉ có pháp sư Từ Thông dám nói câu đó. Phật không hề thương ai. Phật là đại từ đại bi đấy, mà pháp sư Từ Thông nói Phật không hề thương ai, mà là thương tất cả. Thương tất cả mà không hề thương ai, Phật mới là thành Phật được. Thế nếu mà thương, trời ơi, nhỏ đó giờ nó đang khổ sở vậy, giờ Như Lai phải làm sao đây? Nó làm nợ nần tùm lum vậy, giờ Như Lai phải đi về nói với phụ hoàng cho nó mượn tiền chứ. Phụ hoàng nào mà chịu nổi à. Rồi danh vọng địa vị nó thất bại tràn trề, nó bị người ta cạnh tranh rồi, nó thậm chí nó ăn hối lộ, nó bị tước chức đau khổ. Mà nó hồi đó trước giờ nó là đệ tử của mình, rồi mình về nói phụ hoàng, phụ hoàng nói với ông hoàng tọa chế giảm bớt án cho nó nghe phụ hoàng. Thế thì Như Lai làm Thế Tôn kiểu nó cò mồi rồi, làm cò rồi để đi lo kêu bằng gì đó, đủ thứ giống như là người chào hàng vậy đó, thì làm cò vậy thì làm sao được. Cho nên trí tuệ mà đạt tới cái đỉnh cao rồi, thương tất cả mà không hề thương ai hết, không hề thương ai hết mà thương tất cả. Học như vậy, hiểu như vậy, gọi đó là mình mới đi vào cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật. Cái đó là cái khó đó nha, khó nghe là cái đó đó. Khó nghe là cái đó. Do vậy cho nên đây là các vị thấy nè, cái người ông đạo là người thấy đệ nhất nghĩa không, thấy lý trung đạo, thấy niết bàn, là người thấy Phật tánh đích thực, là người đạt đến tột đỉnh cao của vô thượng bồ đề. Còn cái từ mà đệ nhất nghĩa không này, các vị mà không có thiền định là các vị không tìm nó, cái không mà gọi là đệ nhất này đó,
các vị không bao giờ tìm ở đâu mà có trong cái vũ trụ này. Họ muốn thấy được cái không mà gọi là đệ nhất nghĩa không là phải tu tập bằng thiền định thôi. Chứ còn mà cái không mà bình thường á, thì bây giờ quăng hết đồ trên bàn này thì cái bàn này trở thành không chứ gì. Hiện giờ chất đầy bàn gì thì gọi là có. Bây giờ muốn cho nó không có gì thì tu không đổ quăng hết đi nó thành không chứ gì. Cái đó dễ quá đi. Bây giờ mời tất cả là 500 người này ra khỏi giảng đường này thì cái giảng đường này giảng đường không chứ gì. Cái đó dễ. Mà còn cái đệ nhất nghĩa không này là không phải vậy. Không phải đơn giản vậy, không phải đọc hết để có, để rồi có cái không. Cũng như tôi đã nói là phân tích và gọi là tích không, là chẻ riết cho tới một cái vật nó nhỏ, cái vi trần nó nhỏ, gọi là cái từ chót của nó là lân hư. Lân hư là gần với hư không. Tưởng tượng rằng chẻ ra một lần nữa là không còn gì để chẻ, nó thành hư không. Cái không đó nó cũng không được gọi là không. Lân hư trần nó gần như hư không. Còn cái không này, cái hư không mà mình gọi là không đấy nè, là cái không tương đối, không bao giờ không có cái có mà có cái không đó. Cho nên cái không đó nó cũng là cái sự, nó là cái pháp nhân duyên đối đãi của cái có. Cho nên là những ai mà nắm bằng lòng cái không này thì đương nhiên là phải bằng lòng cái có. À, cái đạo lý người ta học nó vậy đó. Thế ai mà bằng lòng tìm cái không này thì có nghĩa là cũng phải bằng lòng chấp nhận cái có. Vì không có cái có thì không bao giờ có cái mà mình gọi là không. Cho nên tìm cái không không có đâu. Mà tìm cái đệ nhất nghĩa không này là phải tu tập trí tuệ. Phải thấy được cái đệ nhất nghĩa không. Tu tập bằng cách nào? Cái này là tôi nhắc lại. Ngay trong đầu, trong trí não của mọi người chúng ta luôn luôn là có cái đệ nhất nghĩa không, nó thường xuyên liên tục vĩnh cửu. Bất cứ thời gian nào, gọi là thời gian vô cùng, quá khứ, hiện tại, vị lai, trong đầu của chúng ta cũng vẫn có cái đệ nhất nghĩa không. Và trong không gian đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên phương dưới, chúng ta bất cứ ở đâu, trong đầu của chúng ta cũng vẫn có cái đệ nhất nghĩa không. Mà chúng ta không có vận dụng công phu để tìm nó đó thôi. Mà muốn tìm nó phải tu tập thiền định, tư duy để quán chiếu, rồi sẽ gặp cái đệ nhất nghĩa không. Mà gặp đệ nhất nghĩa không có nghĩa là mình thấy được lý trung đạo, có nghĩa là mình thấy được Phật tánh. Cho nên đệ nhất nghĩa không cùng với lý trung đạo cùng với Phật tánh là bên khác của cái chữ trí tuệ. Phật tánh cũng tức là trí tuệ nè. Đây là Phật tánh cũng gọi là đệ nhất nghĩa, nghĩa không cũng gọi là trí tuệ. Thành ra trí tuệ mình nhận thức được cái lý trung đạo, tức là mình nhận thức được Phật tánh, mình nhận thức được đệ nhất nghĩa không. Thế thì cái đó là các vị để ý cái chỗ này. Cái đầu của chúng ta thực sự không phải là cái mà là luôn luôn nó có những cái tham sân si mạn nghi, nó có cái phận hận phụ não tật sang, hoặc là cái đầu của chúng ta không phải là tự nó giống có cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hận thua. Tức là cái đầu của chúng ta không có phiền,
phiền não vô minh và thất tình lục, lục dục đâu nha. Để chú ý cái này nè, sự thật là Đức Phật cũng chỉ cái đó đó. Trong cái đầu, trong cái trí não của chúng ta không phải vốn có cái gọi là phiền não vô minh và thất tình lục dục. Vậy mà sự thật, sự thật con người của chúng ta ai cũng có mở mắt ra, trừ giấc ngủ say không có chim bao. Cái giấc ngủ mà có chim bao cũng vẫn là có vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy trong chim bao. Trừ giấc ngủ không chim bao, mở mắt ra thì ai cũng thấy là tưởng đâu là mình là cái con người của mình đó mà. Hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si, hoặc là mạng, hoặc là nghi, hoặc là thân kiến, hoặc tiên kiến, hoặc tà kiến, hoặc kiến thủ, hoặc giới cấm thủ, hoặc là phẫn hận phú não tật xa uống sĩ bại kêu, hoặc là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, hoặc là thân sơ phải quấy tốt xấu, hoặc là nặng nhẹ vui buồn bằng lòng không bằng lòng. Mình tưởng mình là vậy mà sự thật trong cuộc đời, nghĩa là của kiếp con người, ai cũng tưởng mình là vậy. Nhưng mà các vị tư duy nha, tôi nói đây là phải tu tập thiền định đấy. Tu tập thiền định rồi các vị dùng cái từ gọi là Samatha. Samatha tức là chỉ đó. Chỉ đó, tức là chẩn đứng những cái niệm về quá khứ. Mình bị cái niệm quá khứ ghê gớm. Niệm quá khứ có khi mình làm những gì sai lầm mấy mươi năm trước, bây giờ mình ân hận, cái đó là cái sai lầm của mình đó nha. Tập bỏ cái đó tôi gọi là pháp trần, tiền trần lạc mạ tử là cái bóng dáng của quá khứ mà mình còn chấp đê để đam mê, để tiếc nuối một thời quên liệt, là một chấp đê sai lầm. Ngồi mà tư tưởng mà mơ ước mơ một cái thời gọi là nó có cái từ gì đó, cái thời gì, cái từ ngộ đó, tức là cái thời quên liệt hồi xưa, gọi là một thời chưa vang bóng. Có cái bộ tiểu thuyết gọi là vang bóng một thời sao. Mình hồi tưởng mình ước mơ một cái thời vang bóng một thời quanh liệt lúc quá khứ thì đó là một cái việc sai lầm. Mà nếu mình ước mơ mà mình ân hận những cái tội lỗi sai lầm về quá khứ cũng là một việc sai lầm khác. Cái này khó đó. Nếu mình ước mơ về thời quanh liệt của quá khứ thì mình không hề được cái gì và chỉ thất vọng thôi, chỉ tiếc nuối ước mơ thôi. Còn ước mơ mà của những cái sai lầm đời trước đó, những năm tháng về trước đó, thì cũng chỉ đem lại cho ta khổ cái hối hận. Mà theo kinh điển học đại thừa đó, ta hiểu đó, thì những cái đó không bao giờ nó không có tồn tại. Ngay cái lúc mà ta làm điều tội ác hay là điều mà quên liệt à, vàng sau quên liệt à, nó cũng không có cái gì để nó tồn tại trong cuộc đời này. Nó chỉ là vang bóng chứ nó không có cái gì tồn tại. Cho nên là những ước mơ quá khứ và những cái triển vọng tương lai, cái đó là đạo Phật, kinh Phật gọi là pháp trần, tiền trần lạc tả ảnh tử. Cái bóng dáng của tiền trần nó rơi rớt lại, nó làm cho chúng ta một là tưởng tượng quá khứ, hai là ước vọng tương lai, đều là những cái sai lầm. Mà cái thực tính của vô minh của cái sai lầm đó là không hề có gì là Phật tánh. Cái tính chân thật
là triển vọng tương lai đều không có thật. Ngay từ hiện tại mà mình tưởng tượng cái gì cũng còn không có chân thật, cũng đó là ước mơ, là tưởng tượng về quá khứ và triển vọng tương lai mà còn có được cái gì. Cho nên đạo Phật phân tích rằng là cái thực tính của vô minh á, của sai lầm, cũng như là của đau khổ, cũng như là của gọi là hạnh phúc đó, đều là không có thật. Vậy thì cái mà trong lúc mà mình samatha, mình buông bỏ những cái quá khứ ước mơ, cũng như là cái quá khứ tưởng tượng, cũng như là cái chuyển vọng ước mơ tương lai đó, thì lúc đó mình có một cái đó nó gọi đó là đệ nhất nghĩa không đó chứ. Truy nguyên ra chỗ đó mình có một cái điểm rất là thanh tịnh, rất là trong sáng, mà không có ước mơ quá khứ, cũng không có triển vọng tương lai. Cái đâu phải người nào cũng có ước mơ là tưởng tượng quá khứ và ước mơ tương lai đâu. Thế thì là cái giai đoạn mà mình không có tưởng tượng quá khứ, không có ước mơ tương lai, thì mình trong đầu mình hoàn toàn là có một cái thời gian đó nó trong sáng, nó thanh tịnh tự nhiên của nó. Chứ đâu phải lúc nào mình cũng vẫn là phải thương, ghét, vui, mừng, buồn, giận đâu. Có. Nếu có cái đó thì quyền giác thiền sư cũng như cái điển nói trật sau, thật tánh của vô minh là cái tánh thanh tịnh, là cái tánh trí tuệ, là cái tánh bát nhã ba la mật, là cái tánh trong sáng an lành, là Phật tánh. Thế thì là cái đệ nhất nghĩa không đó, tức là cái tánh thanh tịnh đó lúc nào cũng vẫn có. Mà mình không gặp, thật sự mình ở trong mình, nó ở trong con người của mình. Mình lúc nào cũng có cái đó mà mình không gặp. Cái tánh thanh tịnh đó nó giống như cái bầu vũ trụ vô tận này, khắp giác cả mười phương và xuyên suốt cả ba đời, bầu cái không vẫn thanh tịnh này. Ấy thế mà mình xả đủ thứ khói, có độc, để bây giờ mình phải la quản nhau, thì thế giới la quản nhau về hiệu ứng nhà kính, làm cho cái vũ trụ sai lầm nó sắp ngột ngạt đi tới bệnh hoạn đau thương. Chưa kể là có những lúc mà mình phải bắn những cái quả tiễn, những cái trái pháo, những cái trái đạn của trái bom nguyên tử vi trùng, bom vi trùng, bom nguyên tử để giết nhau, làm cho cái bầu không thanh tịnh này nó không còn thanh tịnh nữa. Vậy thì sự thật cái bầu không này nó có thanh tịnh không? Có chứ. Bầu không của vũ trụ này vốn có cái tính chất thanh tịnh, vô thủy vô chung, bao trùm cả vũ trụ. Ấy thế mà con người có thể làm ra, cho tới ngày nay là cái vũ trụ của mình đang ở đây ngột ngạt. Mình phải thương lượng nhau để mà cắt giảm cái khí thải độc hại ra. Đây là khí thải độc hại mà còn có thể sống được đó. Chứ còn chơi cái thứ vô minh che lấp dày đặc á, nó còn thải ra cái thứ bom vi trùng nữa cơ. Cái thứ bom vi trùng, trái phá vi trùng nó truyền đạt ra cả thế giới kia này, chết hàng loạt, không cứu nổi. Thế thì là cái bầu dù không khí, cái quả đất mà không khí mà mình đang mà mình sẽ chịu đây. Sự thật là cái bầu cũng không, từ cổ chí kim, bao trùm cả quá khứ hiện tại vị lai cũng như không gian vô tận, nó tự nó là cái tính chất thanh tịnh. Mà nó có cái nhơ xấu, nó có cái tai họa, nó là do con người tác động làm cho nó nhơ xấu, có khi thúi, có khi tanh, có khi hôi, có khi là vi trùng độc để làm cho chết người, là tại mình làm ra, chứ không phải bầu không vốn có. Bầu không vĩnh cửu là có cái tính thanh tịnh bản nhiên trong sáng để cho mọi người an lành hạnh phúc. Mà còn không an lành, không hạnh phúc, ấy sinh ra nhiều thứ trùng độc là tại con người, chứ không phải bầu không có cái tính thanh tịnh trong sáng.
Đó là mình nói về vũ trụ. Còn nhân thân của mình là tiểu ngũ trụ, tiểu vũ trụ. Nhân thân của mình là tiểu ngũ quẩn, mà cái tôi vừa nói là đại ngũ quẩn. Cái tiểu ngũ quẩn này nó cũng y như vậy. Cái trí của người vốn thanh tịnh đấy chứ, nhưng mà mình không tìm gặp. Tìm gặp là gì? Mình sống trong cái hoàn cảnh, cái môi trường. Mình chỉ nhìn ở trên cái mặt hiện tượng duyên sanh của vạn pháp. Mình chạy theo cái ngũ dục lạc của cái duyên sanh của vạn pháp, là tiền tài, danh vọng, sắc dục, sự nghiệp, ăn uống, ngủ nghỉ, chơi bời, lêu lỏng. Chạy theo cái ngũ dục lạc nó lôi kéo mình, nó làm cho mình không thấy được cái tính thanh tịnh bản nhiên của cái vũ trụ này, của cái quả đời này. Mình chiều theo cái tiền tài, danh vọng, sắc dục của mình, làm cho cái tâm thanh tịnh của mình là nó hoàn toàn trong sạch, nó mình không gặp nó. Mà cái thật nó ở trong con người, trong cái tiểu ngũ quẩn của mình này. Biển có biển nào là không có nước thẳng lặng như tờ, như gương đâu. Vậy mà mọi người ai cũng tưởng rằng đã là biển thì không bao giờ có an lành. Đã là biển thì bao giờ cũng có sống ngoài một bóng bọt, thì thậm chí là sống thần, thì thậm chí là những cái thứ mà cuốn là quét là lũ làm chết người không. Cái sự thật là biển nó có cái an lành trong lặng của nó. Nếu muốn thấy được cái đó là phải tìm sâu với 4 năm, là 1 năm, 5, 7 ngàn, 15 ngàn, 20 ngàn cây số ở dưới đất, ở dưới đáy biển đó, nó có cái an lành trong sáng như. Nhưng ít ai gặp cái đó, trừ những nhà khoa học lặn sâu dưới đáy mấy chục cây số như ha, thì họ mới thấy được. Ở đây phải những cái nhà thiền sư mới thấy được cái đệ nhất nghĩa không. Cái đệ nhất nghĩa không phải là phải học tu thiền, phải là những người thiền sư đi vào mới thấy được cái đệ nhất nghĩa không. Như vậy là muốn có đệ nhất nghĩa không đó, muốn thấy nó là phải có trí tuệ. Muốn thấy nó là phải cái trí tuệ đó phải vận dụng, phải thấy cho được cái lý trung đạo. Thành ra Phật tánh cũng tức là trung đạo, cũng tức là trí tuệ, cũng tức là đệ nhất nghĩa không. Cái này phải tu thôi, phải tu, tức là tu sửa và phải có thiền định. Thiền định mới có trí tuệ. Không phải là nhà bác học không là không lặn sâu với đáy biển 40-50 cây số mà không bao giờ thấy được cái nước biển phẳng lặng. Bơi xuồng ba lá, xuồng ghe chở 100-200 tấn hàng đi diễn dương rồi vậy đó, tuy là tàu lớn vậy chứ không bao giờ thấy được cái phẳng lặng. Mà muốn phẳng lặng là phải lặn sâu với mấy chục cây số rồi. Học đạo cũng vậy thôi, đi sâu vào thiền định mới thấy được đệ nhất nghĩa không. Thấy được nghĩa không, đi sâu vào thiền định phải tu tập trí tuệ. Có tu tập trí tuệ mới thấy được là cái chân lý trung đạo. Lý trung đạo không mà không phải không, không phải không mà không. À, cho nên nếu mà lấy cái đầu phàm phu này nè, lấy cái đầu ngũ dục lạc này nè, mà không bao giờ tìm đâu cho ra cái không mà gọi là đệ nhất nghĩa không. Như vậy là đệ nhất nghĩa không coi giống như là không có. Nhưng kỳ thật không phải không có. Có mà giống như không có. Không có mà có. Có mà không có. Cái đệ nhất nghĩa không là vậy đó. Lấy trí tuệ tu tập thiền định nhận thức được lý trung đạo thì thấy được đệ nhất nghĩa không. Còn bằng không có tu tập trí tuệ, không nhận thức được cái chân lý trung đạo thì cái đệ nhất nghĩa không có mà coi như không có. Nói lại cái từ Phật tánh cũng vậy, tất cả chúng ta Phật bảo rằng ai cũng đều có Phật tánh. Vậy mà chúng sanh đau khổ tràn ngập là sao? Rất thương thai,
tội nghiệp thay cho chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều có bậc tánh gì mà chúng sanh nào còn trà cập là sao? Là tại vì chúng sanh không có tu tập trí tuệ, không do không tu tập trí tuệ cho nên không thấy được lý trung đạo, không thấy được lý trung đạo cho nên không thấy được đệ nhất nghĩa, nghĩa không. Dầu cái không đó, cái không thương, không ghét, không sanh, không diệt, không tham, không sân si đó, có trong trong cái tiểu ngôn quân này vẫn có mà mình không gặp. Là tại vì là mình đam mê ngũ dục lạc, phải xả liên ngũ dục, tu tâm đánh đạo thì mới thấy được cái niết bàn thanh tịnh. Chỗ này là cái chỗ sâu, sâu lắm và rất thực, rất có an lành thật sự. Thì muốn thấy được Phật tánh là phải thấy, tu tập tìm cho được, phải thấy cho rõ để nhất nghĩa không. Để nhất nghĩa không nói một cách khác là không tìm đâu có. Nếu cái tâm hồn của các vị mà còn bị dục vọng nó tác động, nó hoành hành thì không bao giờ tìm cái đó có. Mà muốn tìm nó là phải tu tập trí tuệ, nhận thức được hiện tượng giảng pháp chuyên sanh như như nguyện. Do vậy cho nên Như Lai á, là thường tu, thường ở trong các cái định thì tôi mới nghiệm ra cái chỗ đó nè. Đức Phật mà vô thượng giác như vậy là luôn luôn là ở trong các cái thứ thiền định và tâm. Còn như chúng ta, tôi nói thí dụ như tôi chẳng hạn, tôi có tu thiền định, tôi có tu tâm, nhưng mà tôi không thường trú ở trong thiền định tâm. Thế này có lúc đó, tôi thấy được đệ nhất nghĩa không, có lúc tôi sống bằng đệ nhất nghĩa không, có lúc tôi sống bằng cái thấy trung bằng trung đạo, có lúc tôi sống bằng niết bàn có, nhưng mà cái niết bàn của mình bị gián đoạn. Coi như mình vào trong cái nhà máy lạnh nó mát rồi, rồi mình không ở trong máy lạnh hoài mà mình ra mà à, có người rủ mình ra ngoài kia chơi bời nhảy nhót ra ngoài thì tất nhiên mình bỏ máy lạnh rồi thì nó hết mát chứ sao, nó bị nóng chứ sao. Do vậy cho nên là tu tập thật sự muốn đi sâu vào con đường giải thoát giác ngộ là phải thường ở trong thiền định. Nói như vậy thì mọi người làm sao mà tu được? Tôi có cách giải đáp hết. Mọi người thế gian gọi là đệ tử Phật chỉ cần tu phước thôi, cần tu bố thí như nói nãy đó, thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định là các vị đủ hưởng phước an lành hạnh phúc vô tận, đừng có đòi cái gì nữa hết. Còn các vị muốn đòi nữa cũng đừng có đòi, nhưng mà các vị tu trí tuệ thì các vị mới thành thành Phật được. Mà thành Phật được là thường ở trong niết bàn vĩnh cửu, vô trụ xứ niết bàn, bất cứ ở đâu cũng đều là niết bàn. Thì các vị phải thường trú ở trong tam muội, ở trong thiền định. Mà điều đó là điều mà mình chưa làm được thì đừng có mơ mộng. Mình chưa làm được đừng mơ mộng, mặc dù cái đó là trong tầm tay, trong khả năng mình có. Tại sao tôi nói như vậy? Các vị muốn làm cái việc đó, muốn thường ở trong tam muội, ở trong thiền định, để các vị thấy thường xuyên ở trong cái đệ nhất nghĩa không, ở trong cái nhận thức là trung đạo, các vị sống bằng trí tuệ, thì cái điều tiên quyết là của các vị đây nè. Các vị phải rồi cái việc, những cái yêu cầu để cung cấp cho ăn, mặc, ở, ngủ, chấm chấm chấm, hoàn toàn đầy đủ mà không lo gì nữa hết. Người đó dù ở tại gia không cần cạo đầu, không cần mặc áo tu sĩ, mà nếu các vị phát tâm tu, các vị có thể tu đệ nhất nghĩa không, trụ thường trụ trong đệ nhất nghĩa không, các vị sẽ sống bằng trí tuệ ở trong tam muội, ở trong thiền định được. Với cái điều kiện là các vị phải rời bỏ tất cả những gì ăn mặc ở ngủ trong cuộc sống, phải làm được việc đó. Còn chưa làm được việc đó là các vị làm không được, không ở trong thiền định tâm ở ngoài được. Tại sao?
tại vì các vị còn lo ăn, lo mặc, lo ở, lo ngủ, lo chấm 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 chấm, phải không? Đấy, cho nên nó ràng buộc. Vì vậy cho nên tôi rất tiếc là có những người tôi biết tiền tài rất nhiều mà không biết tu, không biết phương pháp tu. Gặp thiền sư nó dạy bảo thật lất đem tiền cúng chết cha, chết mẹ, chết bồ tổ, họ nó dạy tôi thật lất không được cái gì hết. Chứ mà cái người mà biết tu á, cái nào cúng cúng, cái nào cho, cái nào ăn ăn, mà người ta có thấy được đệ nhân kia không thật sự, ta thường trú trong nếu bạn thật sự, điều đó có thiện. Mà cái điều kiện đó tất nhiên là không có nhiều người được. Tại sao tôi nói vậy? Là tại vì tôi nghiên cứu Đức Phật có được thường trụ ở trong đệ nhất nghĩa không, thường ở trong đệ nhất nghĩa là cái trung đạo đó, đệ nhất nghĩa trung đạo đấy, mà đệ nhất nghĩa không đó, trung trí tuệ đó. Đức Phật làm được là tại vì Đức Phật không có lo ăn mặc ở ngủ. Tại sao vậy? Là tại vì Đức Phật đi xin ăn, cho nên không hề có cái vụ lo. Thế thì là mình thọ dùng cái của bá tánh, mình ăn rồi là mình tu, mình thường ở trong thiền định tâm. Thế thì bây giờ người Phật tử chúng ta muốn được như vậy là chúng ta phải có cái điều kiện là đừng có lo tài sản sự nghiệp nữa, mà đã có rồi, người đó đã có cái phước có rồi, bây giờ bắt đầu làm là được đấy. Nhưng mà nó khổ có cái là trên đời này người ta muốn có là 10 tỷ, người ta có muốn có 100 tỷ, có 100 tỷ ta muốn làm ra 1000 tỷ, làm riết là tới ở tù, tới xử tử thôi, không có được gì. Khổ là cái chỗ đó. Mình thì giáo lại nên cái người sung sướng người ta không thích học đạo, ta cho rằng là mua thuốc lắc về rồi nhảy về đã hơn, rồi mua áo viện về hút nó đã hơn, rồi ăn đồ ngon nó đã hơn, người ta hiểu vậy. Cho nên rồi rốt cuộc rồi thì không đi tới đâu hết trơn. Người muốn làm thì điều kiện chưa đủ để làm, rồi có điều kiện làm thì lại nó đâm về cái khác. Cho nên tôi ngồi tôi thiền định, tôi tư duy rồi tôi nói thiên nan vạn nan. Mà cái giáo lý của đạo Phật tôi thấy nó hay lắm. Trong tầm tay của chúng ta có khả năng, người đệ tử Phật có khả năng làm được. Nhưng mà vấn đề tôi nhắc lại, nói như vậy không có nghĩa là mình tuyệt vọng đâu. Thật sự là các vị tu á, gọi là tu phước đó nè, tu phước vẫn có một cái an lành thiết là người thường không có. Chưa nói thành Phật, cái từ thành Phật khoan đòi nè, Phật của các vị là Phật hết rồi đó. Phật tánh là cái đích đến của các vị, nhưng mà cái đó đừng có đòi, đừng có vội đòi. Người nào mà đòi gấp là người đó sai lầm nặng, không bao giờ các vị được đâu. Kể cả cái hoàn cảnh người ta tu nghĩa là không vô tướng, thường trụ trong cái tâm muội không vô tướng kia, người ta còn không đòi thành Phật mà. Không vô tướng và vô dùng nguyện cơ mà. Đòi là sai, bởi vì cái đó là cái của mình vốn có. Các vị tu phước được hoàn toàn rồi là các vị tu tuệ, là các vị tự có mà không cần cầu nguyện gian sinh lại lục khấn giái gì hết, không mong muốn gì hết. Bởi vì cái đệ nhất nghĩa không là của các vị tự có. Cái từ đệ nhất nghĩa không là cái từ ít có nghe đấy. Các vị mà không học kinh Đại Thừa là các vị không nghe cái từ đó được đâu. Cái đó cũng tức là trí tuệ, cái đó cũng tức là Phật tánh, cái đó cũng là trung đạo này, hiểu được cái đó. Khó mấy cái chữ đó.
Tóm lại là cái con người tiểu ngũ uẩn của chúng ta không phải là sinh ra rồi bắt buộc phải có các cái thứ kiến hoặc tư hoặc tần sa hoặc vô minh hoặc các thứ phiền não, phải vậy. Tóm lại là vậy đó. Mà cái đó là cái mà do chúng ta ở trong cái môi trường, cái xã hội, cái tập quán, rồi chúng ta tùy thuận, chúng ta chạy theo nó, chúng ta bị nó lôi cuốn, trì kéo nó làm cho chúng ta phải chạy theo. Chứ giáo lý Đạo Phật cho biết rằng chúng ta không, cái đó không phải là cái của chúng ta có. Kiến hoặc, tư hoặc, tần sa hoặc, vô minh hoặc, cái đó không phải là cái tự tánh của chúng ta có. Vậy thì tự tánh của chúng ta là gì? Là đệ nhất nghĩa, nghĩa không, là chân tâm thượng trú, là thể tánh tịnh, tịnh minh đó chứ. Đó, học cái đó là cái khó đó. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng chúng ta ai cũng có cái thể tánh tịnh, tịnh minh cái chân tâm thượng trú, thì ở đây nói rằng là cái đệ nhất nghĩa, nghĩa không cũng gọi đó là Phật. Phật tánh là cái đó đó. Sau học chơi vậy, các nghĩa không là gì tới đây nghe vậy. Chứ tôi thành thật mà nói tôi ấn vô cùng. Tôi nói mà tôi ấn vô cùng. Là gì không phải? Là gì là cái môi trường, cái hoàn cảnh đó không phải người nào cũng nghe được. Môi trường hoàn cảnh là ta lo ăn, lo mặc, lo cuộc sống, lo tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, rồi đã bản thân mình rồi, rồi bây giờ còn lo tới cháu ngoại, lo tới cháu nội, rồi cháu cố. Thì ở đâu mà tìm để những nghĩa không để làm cái gì chứ? Đấy. Cho nên nó khó như vậy. Cho nên tôi nói, tôi tóm lại là tôi muốn nhắm tới cái người mà có phước duyên, cái điều kiện. Một là tuổi lớn, hai là cái ăn mặc ở, trong cuộc sống khỏi lo, có con hoặc có cháu hoặc là tự mình có, rồi thiểu dục tri túc với cái có của mình, thì những vị đó có thể đi sâu vào con đường an lành hạnh phúc, được hưởng được cái sự bình an hạnh phúc của Đạo Phật, hưởng được cái niết bàn hữu dư của Đạo Phật này. Một là người lớn tuổi, hai là người lớn tuổi mà cộng với cái kinh tế, nó theo kiểu thời đại, kinh tế mà đầy đủ đừng lo, và phải tỉnh ngộ sáng suốt, lo cho mình rồi, lo cho con rồi, lo cho con rồi là đã là mệt rồi, mình trả nợ xong rồi, thì làm ơn đừng có lo tới cháu ngoại, cháu nội, cháu cố nữa. Tao đã lo cho tụi bay rồi, tao có sức ăn, sức chịu, sức liệu tao lo rồi, bây giờ tụi bay cũng phải có sức ăn, sức chịu, sức liệu mà lo. Chứ còn mình lo hoài, lo cho con đã rồi, thành tựu hết trơn rồi, đại học rồi, trên đại học rồi, vô làm xí nghiệp rồi, tiền bạc rồi, cái giờ lo cho ngoài, lo cho ngoại rồi, lo cho ngoại rồi, lo cho nội rồi, rồi cho ngoại, cho nội, lo cho cô. Thế thì làm sao mà nghe để nhất nghĩa không, để làm cái gì chứ? Thành ra cái đạo Phật của chúng ta mà chúng ta còn pha trộn với các cái thứ về là đa thần giáo như tôi nói đó, người ta thích gửi gắm tâm hồn cho các vị thần vậy là xong. Sợ bà thủy thì cúng bà thủy, sợ lửa thì cúng bà quả, sợ đói thì cúng thần nông, sợ lạnh thì cúng thần gió, thần bão. Lại lục gian sinh vậy. Sự thật thì Đạo Phật không phải vậy.
Đệ nhất nghĩa không có nghĩa là không mà chẳng phải không. Đấy, không mà chẳng phải không. Bởi vì không tìm nó là cái gì. Nhưng mà nếu biết tìm thì tìm ở đâu cũng cũng có. Đó, Samatha đi. Samatha về quá khứ, Samatha về tương lai. Thì các vị có cái thời gian đó là thời gian lãnh thọ hưởng thụ cái đệ nhất nghĩa, nghĩa không đó. Đó, cho nên đây tôi nói rằng là nó không có nghĩa là không, nó có nghĩa là không mà chẳng không. Vô ngã mà ngã, ngã mà vô ngã, ngã mà vô ngã, vô ngã mà ngã. Cái đạo lý này thôi nghe khó dữ lắm, khó dữ lắm. Sự thật là vô ngã. Vì vô ngã cho nên mọi người chúng ta ai cũng phải bị vô thường và khổ và bất tịnh, và cuối cùng là chết phải không? Thế là vô ngã rồi chứ gì. Nhưng mà cái chân lý mà để nhất nghĩa không này đó, là vô cùng vô cực, không có lúc nào nó mất đi đâu. Cái mà cái ngũ quẩn của chúng ta đó, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn của chúng ta đó, không bao giờ nó mất đi đâu hết. Duyên hợp thì gọi là sanh, mà duyên nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Mà theo giáo lý đạo Phật là nó không có mất đi đâu. Nó diệt rồi thì nó lại tùy theo cái cảm ứng của nghiệp lực tương quan với các cái chất, các cái khí ở trong vũ trụ thì nó sanh trở lại. Cho nên là duyên chi ly thì gọi là diệt, mà nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh. Chỗ này là mình phải học nữa. Do vậy cho nên cái người mà học đạo thật sự rồi á, vấn đề sanh và diệt không có đáng sợ nha. Thiên hạnh vô thường thì sanh diệt, sanh diệt diệt chỉ là tật diệt vi, là các hành pháp nhân duyên hòa hợp thuộc về hành pháp, thuộc về hữu vi đều là vô thường, nó là pháp sanh, sanh diệt. Người nào mà có khả năng diệt được cái niệm sanh, sanh diệt nghĩa là không còn sợ sanh và cũng không còn sợ diệt, thì người đó sẽ có cái vui tịch diệt. Đấy, cái chỗ đó là cái chỗ mà ở niết bàn bất sanh bất diệt đó. Ở hết giờ này nghỉ đây vậy. Học à, học cái này học kỹ có lợi lắm đó. Thầy cho con xin vài phút thầy. Rồi nói gì nói đi. Đây, nè nè. Có chừng ngã của ta nè. Đây. A Di Đà Phật. Kính quý vị đạo hữu nam nữ, kính quý vị sư ni, ngày 26 trong lớp học chúng tôi có tổ chức chiên ca lạy. Xin thông báo cho quý vị Phật tử nam nữ, nếu ai có tác phòng cùng đi thì sau buổi giảng đồ đăng ký hoặc là cứ dịp tới đăng ký cũng được. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn quý vị. Xin nói lại một lần nữa, ngày 26 dằm ngày thứ hai tuần sau, ở trong lớp học chúng tôi có tổ chức chiên ca lạy, tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô phần thệ nguyện đoạn các môn vô lượng thệ nguyện học đạo vô thượng thể nguyện thành. Mm-hmm.